Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Meme Studio, chuyên mục điểm tin Dotabiz hàng tuần. Sau đây hãy cùng tụi mình điểm qua những tin tức và drama hấp dẫn trong tuần vừa qua nhé. Tân vương ESL One Phone 2021 gọi tên Tundra Esports. Huyền thoại Dota 2 gắn liền với câu Jack Will nổi tiếng qua đời vì Covid. Mở đầu bản tin sẽ là chức vô địch đầy bất ngờ của một đội tuyển không được đánh giá cao tại ESL One Phone, Tundra Esports vào rạng sáng hôm nay. Trận chung kết tổng đã diễn ra hết sức gay cấn khi mà cả hai đội Tundra và PSG LGD đều tỏ ra rất chuyên nghiệp khi không hề đánh dưới sức hay giấu bài cho TI10. Cả hai lần lượt ăn miếng trả miếng, liên tục có những pha combat mãn nhãn 5v5 nghẹt thở. Cuối cùng, Tundra Esports đã trở thành đội chiến thắng với tỷ số đầy kịch tính 3-2. Có thể nói đây là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực vượt bậc của đội tuyển Tundra ở thời gian gần đây. Thành viên Nine của Tundra thậm chí còn đạt danh hiệu MVP sau những màn thể hiện Bad Rider, Keeper of the Line xuất sắc. Game đầu tiên chính xác là cuộc đấu trí giữa hai vị đội trưởng khi cả Fata và Celeste đều đưa ra những lượt ban pick rất dị, đậm chất riêng của mình. Không may là con bài Spirit Breaker đi mid của Tiểu Bát đã bị lật đổ bởi lượt pick đối đầu là Monkey King. Sự áp đảo của Tundra tại lên mid gần như đã đánh dấu kết quả thất bại đầu tiên của LGD sau 32 phút thi đấu. Gặp thất bại đầy cay đắng ngay trên thế mạnh drafting, Celeste đã mau chóng lấy lại bình tĩnh để draft cho LGD một layup cân kèo và ít mạo hiểm hơn. Quyết định này đã giúp LGD cân bằng và áp đảo lại Tundra ở game 2 và 3, góp phần tạo nên tỷ số 2-1 nghiêng về LGD. Dĩ nhiên, phía Tundra cũng không phải dạng vừa. Bước vào game 4 với áp lực phải thắng để kéo trận chung kết tới game 5, Tundra đã có một lợi thế rất lớn với lượt last pick Templar Assassin. Với việc bên phía PSG LGD không có counter TA, Nai được farm thả ga, vượt network và bắt đầu chiếm lợi thế. Trải qua 48 phút thi đấu, Tundra đã giành chiến thắng và cả hai đội bước vào game đấu cuối cùng. Xuyên suốt game 5, cả hai đều không ngại giao tranh với lợi thế Vision từ Keeper of the Light bên phía LGD và Night Stalker của Tundra, hai con bài chủ lực của họ trong game đấu quyết định. Tuy nhiên, với việc sở hữu lineup mạnh hơn, Tundra đã giành chiến thắng trước LGD sau 47 phút thi đấu, chính thức trở thành nhà vô địch ESL One Phone. Mặc dù phải dừng chân ở vị trí Á quân, PSG LGD đã tiếp tục thể hiện phong độ đáng ngưỡng mộ và khả năng thích nghi cực nhanh trong patch mới, qua việc vẫn có thể lọt vào trận chung kết khi thiếu đi nhân tố chủ lực Nothing to Say ở đường giữa. Với phong độ ổn định như hiện nay, LGD chắc chắn sẽ là đối thủ đáng gờm cho chức vô địch TI diễn ra vào tháng 10 năm nay. Tundra Esports giành giải thưởng lên tới 175.000 đô, trong khi Tiểu Bát cùng các đồng đội ra về với 85.000 đô tiền thưởng và tiếp tục hướng tới mục tiêu cao hơn là TI vào tháng 10 tới đây. OGA Dota Pit Invitational sẽ là giải đấu đáng chú ý tiếp theo với vai trò là nơi cọ sát, thử lửa giữa các ứng viên cho ngôi vô địch TI. Và nếu anh em mong muốn tham gia vào giải đấu này với tư cách là các chuyên gia kinh tế thì hãy inbox ngay cho fanpage Meme Studio để nhận về những chiếc code free 68k để quẩy trên trang trực tiếp dota2.com. Ở một diễn biến khác, tin buồn cho cộng đồng Dota 2 khi Andrin Paulo Pangan, Duno, caster người Philippines, người gắn bó với rất nhiều chat wheel kinh điển trong Dota 2, đã không may qua đời vì Covid. Cùng với anh chàng đồng nghiệp Marlon Marcello, cả hai đã cùng nhau đùa cast và tạo ra rất nhiều câu thoại kinh điển, được Van ghi dấu bằng các chat wheel mang tính chất tấu hài. Chẳng hạn như và nổi tiếng nhất trong số đó là hầu hết các câu thoại có nguồn gốc từ game 3 giữa Team Secret và Fnatic tại giải ESL One Katowice Major và sau đó được dùng làm chat wheel trong TI8 Battle Pass. Có thể nói sự ra đi của Duno là mất mát lớn với cộng đồng và để lại nỗi xót xa trong mắt các game thủ khi Covid đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều cá nhân có niềm đam mê và nhiệt huyết cháy bỏng với tựa game. Rất nhiều gương mặt trong cộng đồng như Wickham Ready, Gods, Lyrical và Capitalist đã bày tỏ thương tiếc với sự ra đi đột ngột của Duno trên mạng xã hội. Thậm chí không ít game thủ còn đề xuất Von có thể làm gì đó để tri ân những đóng góp của anh thông qua những voice line khác trong Dota 2. Tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 38 Dotabiz trong tuần qua. Anh em có thể để lại bình luận để Meme đọc thêm những suy nghĩ của mọi người về những diễn biến trong tuần qua nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho Meme Studio bởi vì nó free nhá. Còn nếu anh em đã làm rồi thì Meme xin cảm ơn. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.